Rồi, hello các bạn nha. Chào mừng các bạn trở lại với Xe Máy Thành Tâm. Thì hổm rày Thành chuyên làm mấy cái video về những cái dòng xe cao cấp rồi, các dòng xe tay ga nhiều ha. Thì hôm nay thì Thành thấy được con khu chờ này cũng khá là đẹp, nên là Thành làm video này mình chia sẻ với các bạn chơi ha. Chia sẻ cũng như là trao đổi với các bạn. Đó, thì trên video này thì Thành sẽ chia sẻ những cái kiến thức mà Thành biết thôi nha các bạn. Thì cũng như là đây là một môi trường mà chúng ta trao đổi để học hỏi, chứ Thành thì cũng không phải là một chuyên gia về xe hay gì hết. Thì có những cái thì Thành sẽ biết, có những cái Thành cũng không biết. Đó, thì những cái nào Thành biết thì Thành sẽ chia sẻ trên đây, nó cũng có thể là sai. Thì trên đây thì chúng ta sẽ chia sẻ ý kiến để trao đổi học hỏi với nhau, cũng như là các bạn có gì thì đóng góp với Thành ha, không có chia sẻ với Thành để Thành nâng cao kiến thức, cũng như là Thành biết cái gì Thành sẽ chia sẻ cho các bạn để các bạn nâng cao kiến thức với mình ha. Thì mình chia sẻ để nâng cao kiến thức cùng nhau nha các bạn. Thì trước mắt các bạn có thể thấy đây là một con khu chờ đời đầu tiên đó. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ là những con khu chờ một này nó có cái gì đặc biệt, nó có những cái gì hay ho sau năm tháng sử dụng, sau nhiều năm tháng sử dụng. Thì con xe này là ba Thành có sử dụng một con đó, xe zin toàn bộ luôn, chạy tới giờ cũng rất là lâu rồi, nhưng mà còn rất là ngon. Những cái ngon đó chút xíu nữa Thành sẽ chia sẻ với các bạn tại sao nó những ngon, nó ngon những cái gì ha. Thì cũng như các bạn có thể thấy rồi, thì đây là kiểu dáng của con khu chờ một, con khu chờ đầu tiên của dòng khu chờ. Thì các bạn có thể biết thì khu chờ hiện tại đến bây giờ nó ra rất là nhiều đời luôn rồi, nhiều đời lắm rồi. Nói chung là Thành cũng không nhớ rõ, nhưng mà Thành kể sơ sơ cho các bạn các đời của nó nha. Thì đây là con khu chờ một, khu chờ đầu tiên. Tiếp theo là con khu chờ hai ha các bạn, khu chờ hai là giống như mẫu quay thái vậy đó, khu chờ hai. Rồi xong rồi hết khu chờ hai thì nó mới tới là con khu chờ hình như là khu chờ neo mà neo 205 rồi các bạn. Neo đó thì nó chưa có FI, còn sử dụng bình xăng. Rồi xong rồi mới tới neo GT là cũng sử dụng bình xăng con luôn, nhưng mà tên là neo GT. Hết neo GT xong rồi thì mới tới là neo 209, 210 là neo FI ha các bạn. Xong hết neo FI rồi nó mới tới là con phu chờ như là phu chờ X đó. Hết phu chờ X xong rồi nó mới tới con phu chờ 125 mới nhất tới bây giờ, giữ tới cái mẫu tới bây giờ. Nội phu chờ không biết nhiều đời luôn ha các bạn, kể ra rất là nhiều đời. Thì con này phu chờ một đó, thì kiểu dáng của nó thì nó thiên về những người trung niên, nó thẳng ra luôn là nó thiên về trung niên, chứ cỡ trẻ trẻ như mình và các bạn mà trẻ trẻ hai mấy 30 hoặc là trẻ như Thành thì chạy con này nó không có phù hợp lắm nha các bạn. Những con xe phu chờ một này là rất là phù hợp với cái tuổi trung niên, hoặc là những ai mà đi làm việc, hoặc là ai lớn tuổi khoảng 40-50 đổ lên thì chạy con này rất là hợp. Rồi những cái ưu điểm mà mình thấy cũng như mình sử dụng được, cũng như là những anh chị em bạn bè mình đã sử dụng được và thấy được những cái ưu điểm của nó, là ở đây Thành sẽ chia sẻ với các bạn. Thứ nhất, cái đòn nó khá là dài nên cái con phu chờ này đi khá là đầm nha các bạn, đi khá là đầm, điều đó là chắc chắn luôn. Hầu như ai sau khi sử dụng con phu chờ một này điều khẳng định như vậy đó. Đó là một cái điều Thành chia sẻ như vậy, nó là cái đòn nó dài, với cái thứ hai giống như là khung sườn nó thiết kế đều đặn với nhau á, nó dài á thì chạy cái cảm giác giống như là nó rất là đầm luôn nha các bạn, nó không có bị ấy. Các bạn chạy đường trường chạy càng nhanh thì xe nó lại càng đầm. Cái thứ hai, cái động cơ của nó các bạn, bây giờ là tính ra nó sản xuất năm 1999, cuối năm 1999 và đầu năm 2000. Thì bữa nay là nhiêu năm rồi, 2000, bữa nay 2020 là 20 năm rồi các bạn. Mà máy móc có những con vẫn là máy zin giống như con này, chứ các bạn có thể đang thấy nè. Đây là một con xe máy zin 100% nha các bạn. Thì các bạn có thể thấy là 20 năm mà xe máy vẫn còn zin và chạy là 100 km/h khỏe ghê luôn. Xe này có 110 phân khối thôi nhưng mà chạy là 100 khỏe nha các bạn. Đó, cái thứ hai là động cơ nó rất là hay. Sau 20 năm sử dụng mà động cơ vẫn zin. Nói chung động cơ zin nhưng mà nó vẫn còn rất là im luôn, càng chạy nhanh là càng ấm, nghe càng ấm. Cái đó là cái điều hay của những con khu chờ một này. Đó. Thì
Đó là hai điểm mà mình thấy nó rất là hay. Thứ nhất là đầm đi càng nhanh càng đầm, cái thứ hai là động cơ đi càng nhanh càng êm, động cơ chạy rất là êm ấm. Thì cái mẫu này á, thì xe này á, thì con xe này của ông anh Thành chưa bán, hiện tại là chưa bán nha các bạn, nhưng mà mình thấy đẹp, xe này dọn rồi chứ không phải xe zin á. Xe này đã dọn đẹp, làm đẹp rồi, thấy đẹp nên mình review giới thiệu cho các bạn xem chơi thôi chứ không có bán. Thôi mình mời các bạn đi một vòng về con xe này đi, mình sẽ chia sẻ thêm một số vấn đề về con xe này nữa. À, thì giống như các bạn có thể biết thì cái mẫu Future 1 nó là vậy rồi, truyền thống, nét truyền thống, đầu đèn truyền thống, hai bóng, sử dụng hai bóng đèn halogen chiếu sáng, cụm xi nhan thì tích hợp phía trên ha, cụm xi nhan thì tích hợp phía trên đó. Màu này là màu xám lông chuột nha các bạn. Con Future 1 này hiện tại theo mình biết thì nó được mấy màu ta, màu xám lông chuột nè, màu xanh dương nè, màu đỏ nè, là ba màu, hình như là ba màu nha các bạn, nhớ mềm mại là ba màu, xanh, đỏ và màu xám lông chuột. Thường màu xám lông chuột này chạy nhiều. À còn một màu nữa, màu xanh ngọc, xanh ngọc ha các bạn, xanh ngọc, bốn màu. Phuộc thì nó vẫn sử dụng phuộc da bình thường giống như những con quay của Honda thôi. Niền cũng vậy, vỏ. Rồi thì cái mẫu Future 1 thì các bạn có thể thấy nhìn vào thì nó kiểu dáng nó như vậy á, nó thích hợp với cái lứa tuổi là trung niên, chứ trẻ trẻ thì thật sự đi con xe này không hợp, nhìn nó hơi cứng tuổi ha các bạn. Đây là cụm đồng hồ của nó, đây cụm đồng hồ của con Future 1 sau bao nhiêu năm. Đây thì con xe này đã được làm mới lại rồi nên là con xe nó đẹp keng xà beng luôn các bạn, đẹp lắm. Máy móc thì thầm mùa xuân. Đây cái yên của nó cũng khá là to. Ở sau thì nó được trang bị là một cái cản bằng kim loại, bằng sắt ha. Thì chúng ta cái cản này rất là chắc luôn, các bạn có thể là dắt xe, khiêng xe là rất là thoải mái. Đây một cái điều thú vị của con Future nữa nè, thì con Future này có thể là tăng đưa được nha các bạn, tăng đưa phuộc được nè. Phuộc này có thể tăng đưa một ngừ hoặc là hai ngừ, nói chung là độ nhúng chúng ta có thể thích độ nè, các bạn thấy không đó, hai này là giống như là tăng độ nặng của phuộc lên đó, tăng độ đàn hồi của phuộc lên. Thì chở nặng thì chúng ta sẽ tăng đưa như vậy, chở nhẹ một ngừ thì chúng ta sẽ ấy. Thật sự sau bao nhiêu năm, 20 năm, cặp phuộc của con Future 1 này vẫn còn sử dụng rất là ngon luôn nha các bạn. Đôi khi nó còn im hơn những cái cây phuộc của những con xe đời mới như giờ nữa, bây giờ nữa nha các bạn. Nó hay cái cặp phuộc này, mình sử dụng xe mình rất thích cái cặp phuộc của con Future 1 này luôn. Đó, xe này được làm mới nên là nó mới chát rồi. Ốp sơn này cũng được sơn nè, máy này cũng làm mới lại, lóc thì cũng sơn lại nha các bạn. Lóc này lóc sơn lại nên nhìn mới chát nè. Đó, nhưng mà điều thú vị là máy móc zin nha, máy móc nguyên zin nha, không làm lại nha các bạn. Đó, cái bô mình sẽ giới thiệu cho các bạn, cái bô của con Future nè, nó hình dáng nó như vậy ha. Đó, nó kim loại. Đó, Honda, đây có chữ Honda là F110 Goshi. Đây mình cho các bạn nghe tiếng máy chơi ha. Sau 20 năm sử dụng. Không. Kim rô quên các bạn. Nó đã gì đâu luôn á, nó không nghe tiếng vọng hay là cái tiếng ấy gì, nghe rất là êm luôn. Đó, nghe êm không? Thật sự. Công nghệ của Honda vào thời điểm 20 năm trước thật sự là quá đỉnh. Thật sự mấy con quay alpha giờ chứ không bằng đâu các bạn ơi. Chạy mình nói các bạn chạy 2-3 năm trời nó buồn ra cái máy, nó kêu trời lọc cọc cái giống. Con này 20 năm mà chạy ngon lành cành đào, tuyệt vời. Mình cũng bản thân mình là tuổi trẻ nhưng mình cũng thích con Phu này lắm, thích mấy con Phu 1 này lắm, máy nó im. Rồi thì mình cũng chia sẻ cho các bạn hết rồi, chia sẻ hết những gì mình biết rồi nha các bạn. Đó thì ví dụ như các bạn có thể trong đây ai biết cái gì về con Future 1 này có thể comment bình luận ở phía dưới để mình chia sẻ trao đổi thêm kiến thức nha các bạn. Thì nãy giờ những gì mình kiến thức mình biết mình chia sẻ cho các bạn hết rồi, có thể đúng hoặc cũng có thể sai, các bạn có thể đóng góp ý kiến lại với mình ha. Rồi thì thôi, video này mình xin kết thúc tại đây ha. Các bạn nhớ like, share, subscribe kênh của mình để được theo dõi nhiều video chia sẻ về xe hay hơn nha các bạn. Đó, các bạn ai mà thích con xe nào á, muốn mình review con xe nào á,
thì cứ comment phía dưới ở nếu như cửa hàng mình có, mình sẽ review cho các bạn xem chơi đó, cũng như là nếu không có thì mình sẽ tìm ha, mình tìm xe nào đó mình sẽ giới thiệu cho các bạn. Con phu này hiện tại thì chưa có bán, nếu như có bán thì mình sẽ up lại, mình chia sẻ lại cho các bạn sau nha. Rồi, tạm biệt các bạn nha.